Hello các chị nha. Hello hello mọi người. Chắc là giờ này thì mọi người đã ăn cơm tối rồi đúng không? Mọi người ăn cơm tối rồi, chúng ta bây giờ chúng ta sẽ việc của chúng ta là sẽ xem livestream, chia sẻ livestream, đặt những câu hỏi ở trên này. Với cái dòng reset mới này thì các chị lưu ý một chút xíu là nó sẽ sử dụng khác với cái dòng mà Ampo bình thường. Bởi vì đây là cái dòng Ampo tái tạo, nó không khác gì như một dạng peel nhẹ ở trên bề mặt da của các chị em. Chính vì thế nên nếu như chị em nào mà chúng ta sử dụng cái dòng Ampo này thì chúng ta sẽ có một cái cách sử dụng nó khác hơn một chút xíu. Cái dòng sản phẩm này của nó thì nó hầu như trong cuộc đời thì hầu như chị em nào của chúng ta cũng sẽ gặp phải những cái tình trạng, một số những cái tình trạng như là chúng ta sử dụng mỹ phẩm nhưng mà nó không có hiệu quả, hoặc là da chúng ta sử dụng mỹ phẩm nhưng nó không có thay đổi gì hết, rồi là chúng ta gặp phải tình trạng lỗ chân lông to, chúng ta gặp phải tình trạng là bị mụn, ít nhiều chúng ta cũng sẽ bị mụn một thời gian ngắn nào đó hoặc một thời điểm nào đó, rồi chúng ta gặp những cái tình trạng ví dụ như là da của chúng ta bị kích ứng mẫn cảm khi thời tiết thay đổi, rồi những cái tình trạng như là con của chúng ta ở cái lứa tuổi dậy thì cũng bị nổi mụn, rồi các bé ví dụ như hoặc là các chị trang điểm, các chị muốn là lộ ra cái da của chúng ta nó phải bóng, nó phải bắt phấn và nó phải ăn phấn, thì những cái tình trạng như vậy là những cái tình trạng mà cái dòng Ampo Reset này nó có thể khắc phục được những cái khuyết điểm do những cái vấn đề như vậy, thì dòng Ampo này nó sẽ là một cái để sửa chữa những cái khuyết điểm như vậy rất là rõ ràng. Và sau một buổi tối thôi, khi mà sử dụng cái dòng Ampo này ngủ dậy thì chắc chắn là các chị em của chúng ta sẽ có được cái làn da rất là đẹp luôn. Huế sử dụng cái sản phẩm này mới được có 1/2 thôi. Đây, Huế sử dụng cái dòng sản phẩm này mới được có 1/2 lọ. Từ cái ngày mà sử dụng cái dòng sản phẩm này, sau cái lớp tế bào gốc, tức là Huế lót một cái lớp tế bào gốc có hai loại, hai cái Cansebo và Bisao xanh này, thì có thể là Huế ngày thì Huế sử dụng Cansebo hoặc là ngày thì Huế sử dụng Bisao. Huế đảo hai cái sản phẩm này sử dụng, sau đó thì sử dụng cái dòng Ampo này lên thì da nó rất là khác. Nó khác cực kỳ luôn, nó trắng, nó bóng, nó lộ ra những cái kiểu lớp bóng ở trên bề mặt da. Nó không khác gì là khi mà chúng ta vừa mới làm tảo xong và chúng ta thấy cái da của chúng ta lúc nào cũng trong tình trạng là căng bóng, nó rất là sáng. Chính vì thế nên nếu như chị em nào mà chúng ta muốn sở hữu một cái làn da gọi là căng bóng như gương và trắng sáng như da em bé thì chúng ta sẽ nên sử dụng cái dòng reset này kết hợp cùng với những cái sản phẩm dưỡng như là cái sản phẩm bộ nám của UK hoặc là sản phẩm bộ truyền trắng của bên Bicel nha các chị nhé. Với cái lọ reset này thì đối với những cái làn da mà yếu thì mọi người sẽ lót một cái lớp serum cấp ẩm ở dưới da, hoặc nếu không có serum cấp ẩm mà có tế bào gốc thì mình lót được cái tế bào gốc là tốt nhất. Còn sau đó thì mình sẽ sử dụng cái Ampo này, và Ampo này thì sẽ sử dụng vào buổi tối thôi. Nó sẽ thiết lập và tái cái cấu trúc da của chúng ta vào buổi tối. Ví dụ như là da của chúng ta nó có vấn đề gì liên quan đến lão hóa, liên quan đến da bị mẫn cảm, kích ứng, liên quan đến da bị nám, bị mụn, bị lỗ chân lông to, thì tất cả những cái đó nó sẽ reset lại, nó sẽ được reset lại vào trong cái lúc da chúng ta ngủ. Bởi vì là lúc ngủ là cái lúc mà da nó sẽ có cái khả năng tái tạo, chuyển hóa từ cái lớp da cũ, từ cái lớp da mới đẩy lên để thay thế cho toàn bộ cái lớp da cũ trong cái lúc chúng ta ngủ. Thế nên là với cái lọ reset Ampo này thì Huế tin chắc rằng nếu như các chị sử dụng từ khoảng 10 ngày trở lên, các chị sẽ thấy rõ cái hiệu quả rất là rõ ràng của nó nhé các chị nhé. Chị Moon Moon, mình bị tàn nhang thì xài gì? Chị Moon Moon ơi, bị tàn nhang à chị? Bị tàn nhang thì chị có bị tàn nhang lâu chưa? Chị Moon Moon comment cho em biết xem là chị bị tàn nhang lâu chưa? Thứ nhất là bị tàn nhang lâu chưa? Thứ hai nữa là cái tàn nhang của chị nó nổi khắp mặt hay nó chỉ hai bên gò má thôi à chị? Chị comment cho em biết cái vấn đề đấy. Tại vì là như thế này, tại vì nếu như mà tàn nhang mà nó nổi khắp mặt ấy thì khả năng là tàn nhang do máu, hoặc là tàn nhang do vấn đề khi mà chúng ta sinh nở, chúng ta thay đổi nội tiết tố và nó ảnh hưởng trực tiếp đến cái vấn đề nội tiết tố của các chị em. Thì chúng ta ngoài cái việc là chúng ta sử dụng cái bộ nám này này, cái bộ nám của UK, thì chúng ta có thể sử dụng kết hợp với liệu trình tảo bong của UK nữa. Với hai cái liệu trình này thì chúng ta có thể cải thiện được khoảng 7-80% vấn đề về tàn nhang rồi. Còn đối với trường hợp mà tàn nhang do vấn đề là di truyền này, hoặc là tàn nhang do vấn đề là khi mà các chị ở cái độ tuổi mà bị 3 năm à, chị Môn Môn ơi, mới bị 3 năm đúng không? Nếu như mà mới bị 3 năm thì không phải là tàn nhang do di truyền, mà tàn nhang đấy có thể là do sau sinh cái nội tiết tố của chúng ta sụt giảm, hoặc là do trong cái quá trình mà sử dụng mỹ phẩm, hoặc là trong cái quá trình mà chống nắng, chúng ta chống nắng không đúng, hoặc là sử dụng những cái sản phẩm chống nắng nó không có thành phần kháng UVB, thì chúng ta sẽ có hai cái trường hợp. Một là chúng ta sẽ sử dụng cái bộ nám của UK, bộ nám to này nhé chị nhé. Chị giá là 3,6 triệu một bộ.
Bộ nấm to 3 triệu 6 một bộ và chúng ta mua thêm cho được tặng hai cái lọ tế bào gốc này, Cansebo và bi sao xanh, trị giá là 700.000, và chị mua thêm một cặp tảo này nữa, trị giá là 300.000 nữa, thì tổng cả bộ để điều trị tàn nhang nó sẽ rơi vào là 3 triệu. Ngoài ra chị có thể mua thêm sữa rửa mặt, nước hoa hồng, hoặc là chị có thể mua thêm cái viên uống kháng nắng. Bởi vì đối với tàn nhang thì kỵ nhất là ánh nắng, thế nên là Huế khuyên mọi người, những cái chị em nào mà chúng ta bị tàn nhang, hoặc là những cái chị em nào mà chúng ta bị nám nổi rõ lên trên bề mặt, đấy là do cái tác động của cái ánh nắng mặt trời. Chính vì thế nên Huế khuyên là các chị em nên uống thêm cái viên uống kháng nắng của Nhật này, để đảm bảo là cái tàn nhang nó không bị tác động bởi những cái ánh nắng nữa. Và hai nữa, nó tăng cái khả năng chống nắng lên. Rồi chúng ta có thể sử dụng ví dụ như là cái sản phẩm này là cái sản phẩm chống nắng mà nó có thành phần kháng UVB. Thì đối với những cái da mà bị tàn nhang ấy, hoặc là da đang trong quá trình điều trị, hoặc da vừa mới bi kim bi tảo, sử dụng cái sản phẩm này nó sẽ rất là hiệu quả nhá các chị nhá. Dùng kem nám UK bao lâu thì dùng hả? Dùng thường xuyên không? Đào Hải Yến ơi, nếu như em muốn dùng thường xuyên thì em có thể duy trì một tuần khoảng 3 buổi. Em có thể dùng xen kẽ với cái sản phẩm này, với cái sản phẩm bộ kem truyền trắng của Bicel này nhé em nhá. Em có thể dùng xen kẽ như thế này cho chị. Hello chị Nguyễn Trang. Hello chị Nguyễn Hải này, chị Trần Thị Mỹ Hoa này. Mình có thể dùng xanh kẽ, còn nếu như trong trường hợp mà bộ nám của UK mà mọi người thấy dùng vẫn đẹp thì như Huế là Huế vẫn dùng duy trì, không có vấn đề gì cả. Bởi vì là cái sản phẩm này của nó thì nó không phải là sản phẩm bào mòn lột tẩy, nên khi mà chúng ta sử dụng thường xuyên thì nó cũng không có ảnh hưởng gì đến da. Trừ khi là đối với những cái làn da mà mỏng đỏ yếu mà chúng ta sử dụng, mà lạm dụng cái quá trình mà sử dụng nám UK nhưng chúng ta lại lạm dụng là làm với tảo nhiều lần quá, thì chúng ta mới gây ra những cái phản ứng không hay xảy ra trên da nhé các chị nhé. Con cái chị đang dùng P cộng H cộng đã 3 ngày rồi, vậy khi nào dùng sản phẩm serum ampoule về em? Chị ơi, cái P cộng và H cộng đã 3 ngày rồi thì bây giờ con gái chị nếu như mà khi mà nhận được cái ampoule này là cho sử dụng xài luôn nhé chị nhé, cho xài luôn. Ví dụ như là P cộng, sau khi P cộng xong thì chú có thể cho sử dụng ampoule này, rồi khóa một lớp kem che bên ngoài vào buổi tối, hoặc là sau khi mà sử dụng H cộng xong thì sử dụng ampoule này và khóa lớp kem bên ngoài cho em nhé chị nhé. Da em mụn lỗ chân lông to, nám tàn nhang rất nhiều thì xài gì? Hoa Marie ơi, da mụn lỗ chân lông to, nám tàn nhang có nghĩa là da này là da có rất nhiều vấn đề đúng không? Da có rất nhiều vấn đề như thế này thì đầu tiên chúng ta sẽ phải ưu tiên xử lý cái cấp tính trước. Cấp tính là da của em đang bị mụn. Đối với những cái trường hợp mụn mà nó không quá nghiêm trọng, nó chỉ là một số những cái nốt mụn ẩn ở trên bề mặt da thôi, nó không phải là quá nhiều, nó không phải là kiểu như dày trên bề mặt, thì chúng ta sẽ kết hợp cả điều trị mụn, điều trị nám và lỗ chân lông to luôn. Còn nếu như trong trường hợp mà mụn của em nó chỉ là những cái trường hợp mụn nhẹ thì có thể kết hợp là điều trị luôn, kết hợp với tàn nhang. Còn nếu như trường hợp mà mụn nặng thì chúng ta chưa điều trị tàn nhang vội mà chúng ta sẽ xử lý mụn trước. Bởi vì nếu như mà không xử lý được cái mụn ấy, là nhiều khi những cái nốt thâm do mụn để lại nó lại gây ra cái ảnh hưởng đến cái vấn đề liên quan đến nám và tàn nhang nhá em nhá. Những cái nốt thâm đấy mà người xử lý không tốt, nhiều khi nó lại trở thành những cái giống như là cái nốt nám ấy, và thậm chí nó còn xấu hơn so với cái nốt nám ở trên mặt ấy. Thì với trường hợp như thế thì ưu tiên đầu tiên, nếu như da em khỏe thì em làm tảo cho chị. Em làm tảo nhá. Thứ nhất là làm tảo bong. Thứ nhất là làm tảo bong này. Thứ hai nữa là chúng ta sẽ sử dụng kết hợp, nếu như mà da mụn nhẹ thì chúng ta làm tảo bong xong, chúng ta sẽ kết hợp với cái tế bào gốc P cộng để điều trị mụn, không sử dụng Cansebo và Bicel xanh nhá, mà sử dụng cái P cộng trong điều trị mụn. Sau đó thì khi mà sử dụng xong cái P cộng đấy, ví dụ như là 2 đến 3 lọ P cộng để điều trị, để làm sao cho cái mụn của chúng ta nó cải thiện rồi, thì chúng ta sẽ sử dụng kết hợp cùng với cái bộ nám của UK này nhá em nhá. Nếu mà em kết hợp được như vậy thì em sẽ xử lý được cả vấn đề là mụn, cả vấn đề lỗ chân lông to, cả vấn đề tàn nhang và nám luôn. Lọ này bao nhiêu chị? Nguyễn Phú ơi, cái lọ này này, cái lọ kem này, cái lọ ampoule này của nó là hiện tại bây giờ chị vẫn đang trợ giá là 350, còn nếu như mà nó hết chương trình trợ giá thì sẽ về giá là 420k. Em hướng dẫn cụ thể quy trình chữa mụn cho chị với. Chị Phương Hà ơi, chữa mụn thì như thế này. Con gái của chị đang dùng P cộng H cộng đúng không? P cộng H cộng thì buổi tối là cho cháu dùng P cộng kết hợp với cái serum này cho em, và một cái kem Medi để khóa ẩm ở bên ngoài. Kem Medi trong cái dòng của Desemru là trị mụn nhá chị nhá. Cái thứ hai nữa là ban ngày cháu dùng H cộng thì sẽ cho sử dụng là H cộng này,
Sau đấy thì cho dùng kem Medi và cho có thể sử dụng một cái kem chống nắng vật lý nào đấy mà nó không nâng tông. Nó chỉ ví dụ như là bên em nó có cái dòng kem chống nắng vật lý mát lạnh ấy, nó có khoảng hơn 400.000 dành cho da mụn thôi, thì chị có thể cho cháu sử dụng cái dòng sản phẩm đấy nhá chị nhá. Da em dầu mà xài kem ngày đó cũng được hả chị? Hoa Mari ơi, da dầu xài bình thường mà, vì là da em dầu nên em mới hay bị mụn, chứ còn nếu như bình thường da khô thì người ta sẽ không bị mụn em nhá. Em thấy em đó có cấp ẩm hả chị? Đúng rồi, bởi vì là da dầu thiếu cái độ ẩm ở trên da, đâm ra nó cái dầu nó sinh ra nhiều, mà dầu sinh ra nhiều nó thừa dầu thì nó hay bị bít tắc lỗ chân lông, nó mới sinh ra mụn. Thế thì đối với những cái trường hợp như thế thì mọi người không ngại cái việc cấp ẩm nhá, bởi vì là chỉ có cấp ẩm nó là cái gốc để điều trị cân bằng lại cái dầu ở trong da. Còn nếu như mà da chúng ta thiếu ẩm, không cấp được ẩm thì lúc đấy cái dầu nó lại càng ngày nó lại càng đổ nhiều lên trên da của chúng ta. Nó giống như là cái trường hợp mà các chị kiểu da dầu da mụn là các chị hay tìm những cái sản phẩm rửa mặt mà nó cứ phải sạch kinh kít vào ấy, thì thực tế ra là chỉ một lúc thôi, sau thôi các chị sẽ thấy hiện tượng đổ dầu rất là nhiều. Nhưng mà về sau khi mà ví dụ như là như em ấy, em điều chỉnh là không sử dụng cái sữa rửa mặt mà dạng bọt nhiều, và không sử dụng cái sữa rửa mặt mà sạch kiểu như thế, mà một là sử dụng cái dòng sữa rửa mặt không bọt dạng gel, hoặc là sử dụng cái dòng sữa rửa mặt mà nó có tính dịu nhẹ phù hợp với cái da mụn, thì về sau là nó giảm dần cái lượng dầu đi và chỉ thay mỗi cái sữa rửa mặt thôi cũng đã rất là hiệu quả rồi. Chị Vân Anh Thu, nám mảng xài loại nào, tảo nào trước hả? Chị Vân Anh ơi, nám mảng thì xài tảo bông cho em trước nhé chị nhé. Xài tảo bông cho em trước, ưu tiên tảo bông. Đối với nám ưu tiên tảo bông. Còn đối với những cái trường hợp mà nám nhưng mà nền da yếu quá thì mới phải dùng cái reset này. Còn cái tảo bông nó vẫn là cái sản phẩm là được ưu tiên và điều trị nám cực kỳ hiệu quả. Kết hợp với bộ nám của UK, nó là hai cái sản phẩm chủ lực và chủ đạo của bên em để điều trị về nám. Da mỏng xài loại nào? Bảo Hân ơi, Lâm Bảo Hân ơi, nếu như da mỏng ấy, da mỏng nhưng mà da của em là muốn điều trị về cái gì? Em muốn điều trị giãn mau mạch, hay là em muốn là làm khỏe da, muốn làm căng bóng da, hay là em muốn điều trị nám? Em comment đây cho mình xem. Shop mình mua bộ nhỏ, mình chưa sinh em bé, mình mua bộ nhỏ được không? Da mình khô, xài kem, khó xài kem hay bị dị ứng? Dạ ok chị Moon Moon, chị mua bộ nhỏ là giá là 500k, 4 lọ như thế này. Nó vẫn là nguyên cái bộ to nhưng bên em chiết xuất ra cái bộ nhỏ để cho mọi người mới chưa sử dụng bao giờ, hoặc là những cái người mà muốn test trong trường hợp nền da dễ bị kích ứng dị ứng xem là có phản ứng với cái sản phẩm này không, thì chúng ta có thể mua bộ nhỏ nhá. Chúng ta có thể mua bộ nhỏ, bộ tảo là 1 triệu, bộ test nám nhỏ là 500.000, tổng là 1,5 triệu. Hoặc là chúng ta có thể mua test nám trước, sau đấy thì chúng ta sử dụng êm rồi chúng ta có thể mua tảo. Em xài sữa rửa mặt dạng gel mà có bọt đó chị. À Hoa Maria, sữa rửa mặt dạng gel nhưng mà có bọt đúng không? Thực ra thì bên chị á, nếu như đối với hiện tại bây giờ thì chị đang hướng đến những cái dòng sữa rửa mặt không bọt nhiều hơn. Tại vì cái thành phần mà tạo bọt của nó thường thường nó hay có cái thành phần sút ăn mòn da. Mà đối với những cái thành phần đấy thì đối với những cái da mà lão hóa, hoặc là những cái da mà kiểu yếu yếu, hoặc những cái da mụn ấy, sử dụng thì không nên. Nó về lâu về dài, bởi vì nó là một cái hàng ngày chúng ta sử dụng 2 lần, nó rất quan trọng. Đối với da, nó sẽ làm ảnh hưởng đến cái độ pH ở trên bề mặt da rất là nhiều. Và nó giống như một cái thói quen ở trên da ấy. Da nó khô là nó cứ tiết dầu ra thôi. Thế nên là bây giờ hiện tại bây giờ dạng gel, nhưng mà gel nó không có bọt thì sẽ tốt hơn. Lâm Bảo Hân muốn căng bóng và bị mau mạch. Nếu như mà muốn căng bóng và bị mau mạch ấy thì Hân sử dụng cho... Đây, Hân sử dụng cái kem Bicel này này, cái tế bào gốc Bicel này này. Sau đấy thì sử dụng cái này. Sử dụng cái máy điện di lạnh. Hàng ngày cứ điện di lạnh cái tế bào gốc Bicel này cộng với lại cái chế độ lạnh, không sử dụng chế độ nóng cho Huế. Thì khi mà chị sử dụng được như vậy thì nó mới phục hồi được cái mao mạch ở trên da của chị, làm cho da của chị nó khỏe lên, nó dày lên và củng cố cái thành mạch máu, nó không bị vỡ ra, thì lúc đấy cái mao mạch của nó dần dần nó sẽ ấy. Với hai nữa là đối với những cái trường hợp bị giãn mao mạch thì chị nên sử dụng cái viên uống collagen. Uống nhiều cái collagen vào để cho là cái cấu trúc da của chúng ta nó dày và nó khỏe hơn nhá chị nhá. Cho em xem chất kem chống nắng ban ngày thử. Chị cho em xem chất kem chống nắng. Đây kem chống nắng đây, chị cho xem nhá. Cái kem chống nắng này là kem chống nắng có chứa tế bào gốc. Kem chống nắng này là có chứa tế bào gốc này, nó là cái kem BB, màu của nó là màu hồng, nhưng mà khi mà bôi vô da thì nó sẽ tạo thành cái màu trắng và nó không bị gọi là trôi lem ở trên bề mặt da. Đây, cái chất kem của nó thì nó là chất kem serum nhá, phải là kem chống nắng mà nó là serum chống nắng. Nên là nó rất là lỏng, dịu nhẹ và tệp vô da.
nó rất lỏng dịu nhẹ, tệt vô da ngay lập tức. Nói chung là ai đã sử dụng cái kem chống nắng này thì chỉ có một từ là mê thôi. Nên là hiện tại bây giờ thì vì là vỡ vỏ các thứ nhiều nhưng mà các chị vẫn đặt hàng rất là nhiều, nên là Huế có lùi lại. Nợ cũng nhiều lắm các chị, nợ 500-700 lọ ấy. Thế nhưng mà hiện tại bây giờ kể cả có hàng cũ em không gửi, để chờ bao giờ có cái hàng mới, cái vỏ của nó là nó không còn bị hiện tượng vỡ khi vận chuyển nữa, thì lúc đấy thì em sẽ trả hàng cho mọi người. Đấy, cái kem chống nắng này của nó thì nó tệt vô da, nó nâng tông hẳn rõ ràng luôn. Da bị oxy hóa là như thế nào hả chị? Jenny Huỳnh ơi, da bị oxy hóa ấy, nó tương tự giống như là việc như này. Mình cắt cái quả táo ra ấy, sau đấy thì là em sử dụng một lưỡi dao cắt quả táo ra, em để một lúc ở bên ngoài môi trường oxy. Khi tiếp xúc với táo, tiếp xúc với oxy, nó sẽ bị oxy hóa. Và một lúc sau mình sẽ thấy cái quả táo nó sẽ bị thâm lại, đen lại. Lúc đầu là thâm đen, về sau nó sẽ bị bắt đầu mất nước, nó héo lại. Cái bề mặt diện tích tiếp xúc với môi trường ấy, nó sẽ héo lại. Và nó bắt đầu nó cứ đen xì luôn ở cái quả táo ấy. Thì đấy là cái hiện tượng mà mọi người sẽ nhìn thấy rõ nhất về cái vấn đề oxy hóa trên da. Thì da của chúng ta nó cũng cái môi trường axit tương tự như quả táo. Nhưng tuy nhiên nó không bị oxy hóa nhanh như quả táo thôi. Còn thực tế da thì nếu như mà cái quá trình mà oxy hóa ở trên da nó không kém gì quả táo đâu. Các chị bị đầu tiên các chị quá trình lão hóa là các chị sẽ thấy da bị sạm. Nó hơi hơi đen đen hơn so với bình thường. Sau đấy thì bắt đầu là những cái việc như là mất nước này, da khô, biểu hiện da khô này, rồi bắt đầu da nó nhăn nheo, bắt đầu nó trùng nhão chảy xệ. Thì đấy là cái quá trình biểu hiện của những cái vấn đề liên quan đến oxy hóa và lão hóa trên da. Em dùng kem chống nắng được một tuần rồi, thấy rất êm, Nguyễn Trang. Em cảm ơn chị Nguyễn Trang nha. Dùng kem chống nắng được một tuần rồi đúng không? Tại vì có rất là nhiều chị ấy, rất là nhiều chị là sợ là cái kem chống nắng dùng không hợp, nhưng thực tế ra cái kem chống nắng bên nhà Huế thì dùng rất là thích. Chị Ngọc Lượng này, da mỏng yếu nhạy cảm có đồi mồi tư vấn cho em với ạ. Và nám luôn. Ngọc Lượng ơi, da mỏng yếu nhạy cảm có đốm đồi mồi và nám. Da mỏng yếu nhạy cảm có đốm đồi mồi và nám thì em sử dụng cho chị cái bộ nám của UK. Bộ nám của UK thì được tặng hai cái tế bào gốc này, hai cái tế bào gốc B cell và Kasebo. Trước mắt là em sử dụng như thế đã. Bởi vì sao? Bởi vì da của mình nó khá là mỏng, yếu và lại còn nhạy cảm nữa, thì tốt nhất là chúng ta nên sử dụng tế bào gốc. Và trong cái quá trình sử dụng thì chúng ta chưa sử dụng ngay cái kem D1 và D2, mà chúng ta sẽ sử dụng ví dụ như là cái tế bào gốc này em sử dụng khoảng vài ngày, sau đó em sẽ sử dụng cái bộ nám của UK, nhưng mà cái kem ngày trước khoảng 1 tuần. Sau 1 tuần sử dụng xong thì chúng ta chuyển sang tuần thứ 2, bắt đầu chúng ta mới sử dụng kem đêm. Sử dụng kem đêm thì không phải sử dụng ngay kem đêm một ngày, mà ví dụ như là ngày hôm nay là đầu tuần chúng ta sử dụng kem, ví dụ như thứ 2 là chúng ta sử dụng kem đêm số 1, thì đến ngày thứ 3 chúng ta sử dụng kem đêm số 2, và ngày thứ 4 chúng ta lại sử dụng kem đêm số 1, ngày thứ 5 chúng ta sử dụng kem đêm số 2. Có nghĩa là ví dụ chúng ta sử dụng xen kẽ hai cái kem đêm của kem nám đấy trong tuần đầu tiên, sau đó thì sang tuần thứ 2, sau đó sang tuần thứ 3 thì chúng ta mới sử dụng nguyên cả bộ nhá em nhá. Em mà sử dụng được như thế thì cái da của em nó đẹp lắm, bởi vì cái cấu trúc da của nó đã mỏng, đã yếu, đã nhạy cảm rồi mà có nền nám đồi mồi, thì cái da như vậy thì khi mà mình sử dụng sản phẩm nó sẽ khác biệt hơn so với cái da bình thường. Da bình thường thì kể cả là các chị làm cái liệu trình tảo bong, sau đấy 3 đến 4 ngày, 5, 6 ngày sau các chị sử dụng ngay cái bộ nám này cả bộ nó sẽ không sao hết. Nhưng nếu như da mỏng yếu mà sử dụng như vậy nó sẽ lập tức nó sẽ có phản ứng liền. Nó sẽ có thể là nó nổi mụn này, nó có thể là nó sẽ sạm da này, nó có thể là nó sẽ gây ra hiện tượng là hơi hơi đỏ trên da nha các chị nhá. Chị có thuốc collagen hả? Thuốc collagen thì hiện tại bây giờ là chị có cái collagen không phải là thuốc. Collagen của nó là dạng bổ sung, thực phẩm bổ sung. Ví dụ như là chị Huế đang sử dụng cái collagen này là của Nhật, là 1,2 triệu. Mua một hộp thì được giảm giá là 10% nhá. Chị ơi bị nám sâu thì sử dụng loại nào chị? Thanh Trang ơi bị nám chân sâu, bị nám dâu à? Nám dâu đúng không? Nám dâu là em bị nám bị hai bên này đúng không? Bị nám hai bên này đúng không? Thường nám dâu ấy là do nám nội tiết, nám nội tiết tố, do vấn đề về nội tiết tố. Thì với những cái trường hợp mà nám dâu như thế ấy, thì mình vẫn cứ sử dụng tảo bong cộng với kết hợp cái bộ UK thôi nhá, bộ nám của UK thôi. Và em đã bị nám như thế rồi thì nên uống thêm thuốc nội tiết, uống thêm thuốc nội tiết hoặc là uống thêm cái viên uống kháng nắng. Cái viên này thì nó cũng có thành phần nội tiết là sâm tố nữ, có thành phần nội tiết, nhưng thành phần nội tiết không phải là cái sản phẩm chính của nó, mà nó sẽ là những cái sản phẩm gọi là kèm theo thôi, kết hợp thêm để bổ sung hỗ trợ nội tiết tố cho các chị em thôi. Chị nở da nhờn dầu dùng sản phẩm nào bớt dầu? Thì nở ơi, nếu như da nhờn dầu em cứ dùng cái Ampo này cho chị 2 tháng liên tiếp cho chị, nó sẽ kiềm dầu và cấp ẩm rất là sâu. Cái sản phẩm này của nó không phải là cái sản phẩm nó chỉ có loại bỏ cái tế bào chết thôi.
không không có chỉ có loại bỏ tế bào chết trong lúc ngủ đâu, mà nó sẽ là sản phẩm cấp ẩm chuyên sâu và kiềm dầu rất là tốt nhá Thị Nở nhá. Thì nếu như mà trong trường hợp da của em dầu nhiều, em dùng cái sản phẩm này thì em sẽ thấy cái độ dầu của nó bám dính trên bề mặt da nó sẽ giảm đi nha em nha. Kem UK ban ngày không có chống nắng hả chị? Thuốc mình uống chống nắng hả chị? Đúng rồi Hoa Mary ơi, cái này là thuốc uống, viên uống kháng nắng nha em nhá. Ban ngày ấy, nó không có thành phần chống nắng đâu. Cái kem ban ngày của nó ấy, nó có thành phần nâng tông thôi. Nhưng mà để mà điều trị cho da nám thì nó bắt buộc nó vẫn phải có sử dụng kết hợp cùng với cái kem chống nắng nữa, thì để cho nó an toàn ấy. Còn nếu như mà ví dụ như là da bình thường mà không bị nám mà sau này mình dùng để duy trì thì mình có thể là, hoặc là mình ở nhà ấy, thì mình có thể là sân siêu để bỏ cái phần đấy đi, chỉ sử dụng thêm cái bộ nguyên cái bộ UK này thôi là ok rồi. Nhưng nếu như trong trường hợp mình vẫn phải ra ngoài, mình vẫn tiếp xúc ánh nắng ở ngoài trời ấy, từ 6 giờ sáng đến 6 giờ tối, thì mọi người vẫn nên sử dụng thêm kem chống nắng. Muôn muôn ơi, cái bộ tảo của bên em là giá là 1 triệu nhá. Giá chị giá là 1 triệu nhá chị nhá. Nó bao gồm có cặp tảo này này, cặp tảo này kết hợp cùng với hai cái tế bào gốc này. Hai tế bào gốc này thì hiện tại bây giờ em vẫn đang giảm giá, cả cặp này còn 700, trước đây thì giá của nó là 1.050.000 một cặp như thế này, thì tổng nguyên là 1 triệu. Vậy em lấy bộ chiết ra và lọ tế bào gốc căng bóng phải không? Đúng rồi Ngọc Lượng ơi, em lấy bộ chiết nhá, em lấy bộ chiết và cái tế bào gốc kia. Nhưng mà cái tế bào gốc đấy một tuần với da của em là một tuần chỉ được sử dụng là 3 lần, tối đa là 3 lần nhá. À, chị liên luyến đúng không? Liên luyến ơi, làm tảo xong vẫn thấy xấu. À, nếu như em làm tảo mới được một lần, có thể là có rất là nhiều người làm tảo xong cái là một lần là da đẹp liền. Nhưng có nhiều chị em thì cái lớp sừng của nó rất là dày. Và chúng ta ví dụ như là da của mọi người thì tùy nhá, nếu như da khỏe làm tảo xong một lần nhìn nó khác ngay, bởi vì nó sẽ bóng và nó đẹp lên ngay. Nhưng đối với trường hợp mà nền da yếu ấy, nền da yếu hoặc là nền da nó có nhiều vấn đề ấy, thì làm tảo một lần có thể là nó sẽ mới đi được 1/3 trong cái liệu trình làm tảo, nó sẽ chưa rõ ràng về cái kết quả và chúng ta nhìn thấy cái sự thay đổi nó chưa rõ đâu. Nó có rất là nhiều nguyên nhân. Chị Phương Nguyễn, da chị làm gì cũng bị tăng sắc tố là sao hả em? Chị Phương Nguyễn ơi, da làm gì cũng bị tăng sắc tố luôn. Da chị làm gì cũng bị tăng sắc tố là da nó yếu quá đấy chị ạ. Đối với những cái trường hợp da mà bị tăng sắc tố nhá, chị ơi, đối với những trường hợp mà da bị tăng sắc tố ấy, thì muốn làm gì để cho nó không tăng sắc tố thì uống cho em viên uống tái tạo này cho em. Bởi vì viên uống tái tạo này nó sẽ, thứ nhất nó sẽ hạn chế cái quá trình tăng sắc tố khi mà tác động vào da theo cái phương pháp lăn kim, vi kim, laser hoặc là phương pháp bóc tách. Kể cả là chị có không động vào da nhưng mà chị chỉ cần là động nhẹ vào da thôi nó cũng sẽ bị tăng sắc tố, thì cái viên uống Rebound này nó sẽ tăng cái khả năng tái tạo lên gấp 200 lần. Thì với những chị nào mà có nguy cơ bị tăng sắc tố hoặc có tiền sử, có lịch sử mà đã từng bị tăng sắc tố khi mà điều trị về da tác động xâm lấn rồi, thì chúng ta có thể sử dụng thêm cái viên uống Rebound này để phục hồi thêm cho những cái da mà có nguy cơ bị tăng sắc tố như vậy nhé chị nhá. Và những cái da mà bị tăng sắc tố như vậy thì tốt nhất là chúng ta không tránh, tức là chúng ta tránh tuyệt đối cái tác động vào da mà chỉ có tập trung vào phục hồi và dưỡng thôi, để nuôi cho cái da của chị nó khỏe lên thôi. Còn nếu như mà da của chị mà nó không khỏe lên á, da của chị mà nó kiểu như càng ngày càng động vào nó càng yếu, thì chúng ta lại càng bóc tách nó lại càng bị tăng sắc tố và càng làm cho cái da của chúng ta nó càng tệ đi nhá chị nhá. Thì chỉ sử dụng cho em này, ví dụ như là sử dụng cho em cái máy điện di ở chế độ lạnh, sau đó thì sử dụng cái tế bào gốc B-cell này, rồi là sử dụng cái tế bào gốc Cansebo này, hai cái tế bào gốc này để chúng ta điện di lạnh hàng ngày, rồi chúng ta sử dụng cái kem nám ấy, thì nó sẽ cải thiện được cái tình trạng mà tăng sắc tố của chị. Còn bây giờ, hiện tại bây giờ thì em khuyên chị là không nên sử dụng bất cứ một phương pháp peel, bóc tách hay lột tẩy hay là phương pháp nào liên quan đến ảnh hưởng đến cái cấu trúc của da nữa, bởi vì da yếu như thế bây giờ chỉ tập trung phục hồi cho em thôi. Đúng rồi chị Phương Nguyễn ơi, như thế thì đấy, cái như em tư vấn cho chị là chị nên sử dụng theo cái phục hồi, theo cái hướng phục hồi, và chị cứ theo cái hướng phục hồi đấy thì tự nhiên cái da của chị nó hồi lên, nó không bị tăng sắc tố nữa và nó rất là khỏe. Chứ còn nếu như mà càng động vào nó lại càng yếu, sợ lắm chị ạ. Da em bắt đầu muốn lão hóa, da sạm mà có mụn mình điều trị gì? Bích Diễm ơi, đối với da mà bắt đầu bị lão hóa, bắt đầu chớm có dấu hiệu lão hóa, thì mình đầu tiên để ngăn chặn quá trình lão hóa là mình dùng tảo. Tại vì tảo nó là cái liệu trình để thay da sinh học. Ví dụ như là
muốn thay một lớp da mới ấy, để thay thế cho cái lớp da cũ ấy, thì chúng ta phải có cái lớp da mới đấy đẩy lên thì mới có cái lớp, thì mới thay được cái lớp da cũ. Thế thì đối với những cái trường hợp mà da bắt đầu chớm lão hóa như thế thì em cứ sử dụng cho chị cái bộ tảo này trước, sử dụng bộ tảo này trước, sau đấy thì nếu như da bị mụn thì sử dụng cái tế bào gốc điều trị mụn trong quá trình làm tảo nhá em nhá, thì nó sẽ hết rồi là mình sử dụng những cái sản phẩm mà liên quan đến làm cho da chúng ta nó khỏe này, nó không bị oxy hóa này, nó có thành phần chống lão hóa này. Thì với những cái da như vậy thì dần dần là da của em nó sẽ chống lại cái quá trình da của Huế ấy, nó lão hóa từ năm mà 22 tuổi cơ, 22, 23 tuổi ấy đã bắt đầu lão hóa rồi. Chứ bởi vì lúc đấy là em không có sử dụng kem chống nắng, hồi đó là chưa biết sử dụng kem chống nắng, và đến tầm mà 25-26 tuổi bắt đầu khi da có vấn đề bắt đầu mới biết cách sử dụng kem chống nắng và mới để ý đến kem chống nắng. Vì cách đây tầm cũng bao nhiêu năm rồi thì hồi đấy nó vẫn còn kinh tế, thứ nhất là kinh tế, thứ hai nữa là hiểu biết ấy chưa nhiều, chưa có nhiều cái thông tin nhiều về cái kem chống nắng, rồi cũng chưa được truyền thông nhiều, thế đâm ra là hầu như là không để ý đến cái việc sử dụng kem chống nắng, và vẫn còn da hồi vẫn còn kiểu trẻ mà không để ý. Nhưng mà về sau bắt đầu ở nữa tuổi lão hóa thì cái kem chống nắng nó lại vô cùng quan trọng. Nếu như các chị không sử dụng kem chống nắng thì tất cả những cái việc dưỡng da các thứ của các chị nó sẽ không có hiệu quả. Và cái việc chống lão hóa thì cái mạnh nhất của nó, cái mà để cho chúng ta không bị lão hóa nhiều nhất, thì một ngày chúng ta sử dụng kem chống nắng độ khoảng 2-3 lần. Nhưng mà đối với những cái kem chống nắng hóa học, còn đối với những cái kem chống nắng vật lý như thế này thì ngày chúng ta chỉ cần sử dụng khoảng 2 lần thôi là rất là hiệu quả rồi nha các chị nhá. Da mất sắc tố điều trị sao bạn? Chị Hà Dương ơi, da mất sắc tố hả chị? Da mất sắc tố nhưng mà là chị bắn laser luôn đúng không? Chị bắn laser và bị mất sắc tố thành màu trắng đúng không? Chị chỉ có sử dụng cái tế bào gốc cho em. Đây, ví dụ nếu như da mất sắc tố, sử dụng cho em cái dòng reset này để nó khôi phục tái tạo lại cái tế bào da mới trong lúc ngủ này. Cái thứ hai nữa là sử dụng cho em bộ nám của UK nhá chị nhá. Tại vì có một số chị ở đây là có 5-6 chị mà em biết, còn một số, còn rất nhiều chị em không biết thì là nhân viên của em làm việc. Nhưng em có tiếp xúc và trực tiếp là làm việc với 5-6 chị bị mất toàn bộ sắc tố do cái quá trình mà bắn laser. Khi mà bắn laser, ví dụ như cách đây tầm hơn 10 năm, laser nó vẫn còn chưa được phát triển như bây giờ, nó nở rộ laser và các chị đi bắn laser để điều trị nám, thì sau khi bắn xong là các chị bị những cái hiện tượng là bị trắng, bị chỗ trắng chỗ đen, loang lổ chỗ trắng chỗ đen thành sẹo luôn, gọi là hiện tượng mất sắc tố vĩnh viễn. Thì với những cái trường hợp đấy ấy, thì có vài trường hợp, 4-5 trường hợp em tiếp xúc thì sau khi sử dụng cái bộ nám này thì nó có cải thiện. Bởi vì sao? Bởi vì nó sẽ cải thiện bởi hai cách. Cái sản phẩm này của nó cải thiện rõ ràng bởi hai cái lý do. Một là những cái vùng mà đen, da của chúng ta nó đen ấy, thì nó lại càng làm lộ ra cái vết sẹo trắng. Nhưng mà khi mà sử dụng cái bộ nám của Formehab này của UK này thì nó làm cho cái da của chúng ta nó sáng đều lên, đồng đều màu, nó sẽ gần độ sáng tương ứng với cái sẹo mà các chị đang mang. Nên là về cơ bản là cái màu da của nó sẽ đồng đều nhau, thì cái sẹo của nó sẽ mờ dần đi nhá. Chứ nó không phải là nó làm được cái việc là nó chuyển cái màu sẹo trắng thành cái màu da như bình thường, nhưng nó sẽ làm cho các màu da khác xung quanh cái màu da đấy nó sẽ sáng lên tương đương gần với cái sẹo của chị. Thì lúc đấy là da của chị nó sẽ không còn bị cái hiện tượng là chỗ đen chỗ trắng rõ nữa nhá chị nhá. Đó, đấy cũng là một cách. Cái thứ hai nữa là có một số chị là bị mất sắc tố mới, gần đây phát hiện mất sắc tố, thì những cái đó là các chị sử dụng cái bộ nám của Formehab này thì nó có cải thiện, nhưng mức độ cải thiện của nó chỉ đạt được khoảng 30% thôi. Bởi vì thực sự nó không phải là cái sản phẩm tiên, nó không phải thuốc tiên, nó không phải là tất cả, nhưng có đánh giá là có hiệu quả và có đạt được khoảng 30%. Thì hai cái đấy cộng lại ấy, hai cái đấy cộng lại thì là sẽ giúp cho các chị cải thiện được cái vấn đề thẩm mỹ liên quan đến da nó bị mất sắc tố vĩnh viễn do bắn laser và trở thành sẹo trên bề mặt da. Chị có thể thử nhá chị nhá. Có nám làm tảo được không em? Dạ chị ơi, có nám thì làm tảo được chị ạ. Nhưng mà cái sản phẩm chính để điều trị nám bên em nó không phải là sản phẩm tảo, mà cái sản phẩm chính để điều trị nám bên em nó là ở bộ nám của Formehab chị ạ. Bởi vì là cái tảo nó chỉ giải quyết được ví dụ như tầm khoảng 20% vấn đề nám của các chị thôi. Còn lại 60% còn lại, 65% còn lại nó là ở cái sản phẩm nám của Formehab.
Và khi mà chị sử dụng cái sản phẩm nám này này thì chị sẽ thấy rằng là cái có cái tảo vào nó sẽ làm đẩy nhanh cái quá trình mà thay da. Và khi mà đẩy nhanh quá trình thay da cộng với việc là loại bỏ cái lớp sừng trên bề mặt da thì cái nám này nó vào sâu trong da, nó sẽ phát huy cái hiệu quả của nó nhanh hơn và nó sẽ đỡ tốn thời gian, đỡ tốn tiền hơn cho chị. Ví dụ thay vì chị sử dụng cái bộ nám này là hai bộ mới đạt được khoảng 60-70% vấn đề về nám, nhưng mà nếu như chị kết hợp một lần làm tảo kết hợp cùng với một bộ nám này thôi thì cũng có thể đạt được tầm khoảng 70-80% vấn đề về nám đấy. Thì đấy là cái mà lợi ích khi mà chúng ta kết hợp nám với cái tảo bông nhé chị nhé. Cổ chị nám mình làm tảo được không? Cổ nám làm tảo thì nó hơi ngứa. Thực ra làm tảo ở vùng cổ thì nó sẽ gây ra hiện tượng hơi ngứa đấy chị ạ. À, em đợt trước em có thử một chút xíu xuống cái vùng cổ này nhưng mà lúc đầu là nó ngứa lắm. Nó ngứa lắm và thậm chí là kiểu như là ở đây nó rất là nhiều những cái dây thần kinh, rất là nhạy cảm luôn á. Thế nên là cái phần cổ này thì em cũng không khuyến cáo các chị làm, không đến lúc mà làm mà nó ngứa, các chị không chịu được hoặc là nó ngứa quá nọ kia các thứ, nó lại gây ra những cái phản ứng đỏ đỏ hoặc là sưng lên thì nó không hay. Nên là tốt nhất là nếu như mà các chị làm ấy thì các chị cứ bôi cái kem nám vào cái vùng cổ này này là hiệu quả nhất. Và đợt tới thì em sẽ 1-2 tháng tới thì em sẽ về những cái sản phẩm chống lão hóa, thì các chị có thể sử dụng vùng cổ là những cái sản phẩm mà nó có thể là xử lý được cái nếp nhăn ở vùng cổ này nhá các chị nhá. Chứ còn bây giờ mà làm tảo thì cái vùng cổ ấy chưa chắc em đã thấy nó hiệu quả rõ, hoặc là nó lại làm ngứa. Bạn bên em tư vấn bảo chị bôi bộ test và tế bào gốc Cansebo. Bôi bộ test và tế bào gốc Cansebo được nhá chị Phương Nguyễn nhá. Bôi bộ test và tế bào gốc Cansebo cũng ok, không có vấn đề gì cả. Nhưng mà đối với những cái trường hợp mà bị tăng sắc tố thì đối với trường hợp mà chị mà làm cái gì nhỉ, làm cái tảo ấy thì chị cần phải uống thêm cái viên uống Rebound này thì nó mới giảm được cái tình trạng mà chị bị tăng sắc tố. Còn nếu không thì chị cứ điện di lạnh với tế bào gốc Cansebo và Bicel xanh. Chị bôi 2 hôm rồi không có vấn đề gì cả nhá chị Phương nhá. Chị cứ bôi đi, chị cứ sử dụng đi. Bởi vì là cái sản phẩm bên em thì đúng là cái Cansebo và cái bộ test này rất là ok, nhưng chị có thể mua bộ to cho nó đỡ phí tiền. Vì da của chị mà bị tăng sắc tố thì chắc chắn dùng bộ bên em là hiệu quả. Bộ bên em cực kỳ ok. Một set tảo làm một lần luôn hay sao chị? Em ơi, Vân Anh Thu ơi, một set tảo ấy thì là làm thì tùy theo da. Nếu như da dày thì em làm một lần, và muốn bong nhiều thì làm một lần. Còn nếu như mà da chưa bao giờ làm peel, chưa bao giờ làm tảo, rồi là da kiểu mỏng đỏ yếu thì sẽ làm tầm khoảng chia ra làm 2 lần làm cho nó an toàn nha em nhé. Bị tăng sắc tố thì chị nên sử dụng điện di lạnh với tế bào gốc xong kết hợp bôi kem nám cho em. Bây giờ chị chỉ cần mua thêm cái tế bào gốc Bicel này. Có Cansebo rồi thì chị bôi Cansebo, nhưng Cansebo thì lại không sử dụng điện di lạnh được bởi vì là nó khô rất là nhanh. Ngày trước cái Cansebo bên em là bán cho bên bên spa thẩm mỹ để chuyên liệu trình là tiêm ức chế chân nám, nên là nó ngấm nhanh lắm, nó ngấm ngay lập tức xuống dưới da luôn. Và các chị thấy rằng là nó chẳng còn cái gì ở trên da để mà mình phải xử lý bằng cách là mình đẩy tinh chất đó. Thế nên là chị có thể là mua thêm cái sản phẩm tế bào gốc Cansebo này này, sau khi bôi Bicel xanh này, sau khi bôi Cansebo xong thì chị bôi Bicel xanh, bôi Bicel xanh sau đấy thì chị điện di lạnh, hoặc là chị sử dụng cái sản phẩm Reset rồi chị sử dụng cái bộ test nám kết hợp cùng, không có sao cả nhé chị nhé. Chị có thể test, chị có thể test một vài cái theo cái phương pháp của bên em, xem cái nào mà cảm thấy nó hiệu quả nhất thì là chị sẽ sử dụng. Chị làm tảo lần 2 được gần 1 tháng rồi, chị muốn làm tảo lần 3 cho chị đặt. Chị mong muốn bây giờ chị có nên dùng bộ Z-Set không em, hay chờ làm xong lần 3 rồi dùng? Chị Tuyết Mai ơi, chị cái Z-Set này thì chị có thể là dùng xen kẽ luôn với cái liệu trình làm tảo được. Chị làm tảo lần 2 được gần 1 tháng rồi thì bây giờ chị làm tảo lần 3. Chị làm tảo lần 3 nhưng trong quá trình ví dụ như làm tảo xong khoảng 10 ngày chị có thể sử dụng ngay cái Reset cho em. Thì da của nó sẽ giữ được cái độ căng bóng và nó sẽ sáng hơn nữa đấy chị ạ. Chị Tuyết Mai nhá. Lấy em một hộp Ampo. Ok em. Một hộp Ampo là hiện tại bây giờ là chị đang hỗ trợ giảm giá là còn 1,5 triệu. Chị sữa rửa mặt tư vấn đi ạ. Huy Nguyễn ơi, sữa rửa mặt hôm nay đang để ở trong nhà tắm, hôm nay không lấy ra đây. Giờ chị bôi dưỡng cho da khỏe mới dùng bộ test nám mà em. Không chị Phương Nguyễn ơi, chị bôi dưỡng cho da nó khỏe, nhưng mà nếu như mà da của chị á, không, da của chị mà nhạy cảm thì mới phải dùng cái kia. Còn nếu như da tăng sắc tố là chị dùng test nám luôn mà. Không phải dùng cách nhật giống như là cái da mà mỏng đỏ yếu và nhạy cảm nhé chị nhé.
Chị phân biệt là cái da của chị nó không phải là cái da mà nhạy cảm hay mẫn cảm, mà nó là da bị tăng sắc tố, thì chị phải bôi tét nám ngay kết hợp cùng với tế bào gốc của bên em luôn nhá chị nha. Sữa rửa mặt thì mình sẽ có hiện tại bây giờ là dòng Odicosi. Dòng Odicosi thì Huế đang giảm giá 950.000 một chai 200ml, là còn 200ml. Cái sữa rửa mặt của nó sẽ tương tự giống như là cái lọ này này, nhưng mà nó là cái màu trắng. Cái này là nước hoa hồng này, 950.000 một chai, giảm giá còn 490.000 một chai. Sữa rửa mặt cũng như vậy luôn nhé mọi người nhé. Đúng rồi, chị Phương Nguyên bây giờ phải bôi cho da nó khỏe lên, không được làm tảo nữa nhé chị nhé. Tại vì làm tảo là sợ là bị tăng sắc tố ấy. Chị vi tảo và dùng bộ test nám thấy cũng đỡ nám rồi. Giờ chị muốn chuyển sang kem chuyển trắng nhưng vẫn chưa thấy trắng nên... chị Lan Lưu ơi, chị Lan Lưu ơi, nếu như mà trong trường hợp mà chị mới dùng mà chuyển sang kem chuyển trắng thì chị vẫn phải kèm kết hợp cùng với cái bộ test nám của bên em, vẫn phải sử dụng cho em cái sản phẩm nám. Tại vì là bản thân mình bị nám nhá, bản thân mình bị nám thì mình phải xử lý làm sao cho nó sạch được cái nám, thì khi mà mình ngừng cái sản phẩm kem nám nó mới hết được. Còn nếu như khi mà chị bị nám nhưng mà nó không hết hẳn, hoặc nó vẫn còn chân chân mờ ở dưới, thì mình sử dụng cái sản phẩm chuyển trắng nó sẽ không đủ ức chế cái những cái nám đấy, và có thể là một thời gian sau chị thấy cái chân nám của nó lại bị đẩy lên. Thế nên là đối với những cái trường hợp như thế thì em khuyên là đối với những cái chân nám hoặc là những cái vùng nào mà da của các chị nó không bị nám thì các chị có thể kết hợp dùng chuyền trắng. Còn những cái vùng nào mà da vẫn còn cái vết nám thì có thể sử dụng cái kem nám vào đúng cái vùng đấy cho em nhé chị nhé. Làm tảo mấy ngày thì bong em? Chị Nguyễn Hào ấy, làm tảo thì tùy, có người 3 ngày bong, có người ngày hôm sau đã bong, có những người thì 5-7 ngày mới bong. Tại vì cái này thì phụ thuộc vào ví dụ là cấu trúc da này, rồi là phụ thuộc vào cái lượng tảo các chị làm. Và cái này thì em lưu ý là chị nào mà muốn bong nhiều thì sử dụng nhiều cái tế bào gốc trong mấy ngày đầu vào, nó sẽ bong rất là nhiều, nó sẽ bong cực kỳ nhiều luôn. Đúng rồi, Titi Nguyễn ơi, hộp Ampoule là giá là 1.400.000, 1.400.000 là 4 lọ nha em nhé, 1.400.000 4 lọ, giá trải nghiệm là 350.000 một lọ, còn giá chính thức của nó là 420.000 một lọ. Da đang dùng bộ nám rất tốt nhưng lỗ chân lông to, dùng thêm gì? Trang Lu ơi, nếu như da dùng bộ nám ok rồi nhưng lỗ chân lông to thì em dùng tảo cho chị nhé. Em dùng tảo cho chị để xử lý về phần lỗ chân lông. Dùng tảo với cả dùng thêm cái Ampoule này này. Một là dùng tảo, hai là cứ dùng cái Ampoule này thì nó sẽ đỡ về vấn đề lỗ chân lông. Chị Ngọc Mô rồi, chị thấy bên mình phân phối độc quyền sản phẩm sao ở Nam Định. Hoàng Ánh, chị ơi da em dễ kích ứng lắm, Ampoule có đỡ đỏ hơn tảo không? Đúng rồi Hoàng Ánh ơi, Ampoule thì dùng cho da dễ bị kích ứng đấy, nó không bị đỏ như tảo đâu. Chị ơi em thấy bên mình phân phối độc quyền sao ở Nam Định vẫn có kho bán chị. À đấy là đại lý của bên chị, đấy là đại lý của bên chị Huế. Có một chị ở dưới Nam Định là đại lý của bên mình. Đúng rồi, bên Định Công đấy là mình có một có đại lý. Đấy là bên đại lý của chị Huế đấy. Em mới tái tạo rồi mà cũng còn mụn với còn sạm. Vậy tiếp theo mình dùng gì cho da đỡ hơn chị nhỉ? Mới tái tạo vẫn còn mụn với sạm, vậy tiếp theo Bích Diễm ơi, nếu như mà bị em mới tái tạo bằng cái sản phẩm khác mà vẫn còn mụn với sạm da ấy, chưa hết hẳn ấy, thì em dùng cái này, em dùng cái reset này nốt nhá. Bởi vì là không ưu tiên là dùng tảo, bởi vì nếu như vừa mới tái tạo xong mà da lại dùng tảo lột tiết thì nó sẽ hơi bị yếu da, và sau này nó sẽ là tiền đề để sinh ra là mụn thường xuyên, hay là vấn đề mới đầu là sạm, về sau nó tăng sắc tố lên thì nó thành nám. Thì tốt nhất là em cứ dùng cái reset này này kết hợp cùng với cái bộ nám nhá, kết hợp cùng với cái bộ nám của UK. Cái bộ nám của UK thì trong cái thành phần đêm, kem đêm của nó cũng sẽ có, nó cũng sẽ có một phần hỗ trợ về cái quá trình mà da kiểu như là bị mụn ấy, da bị mụn nó cũng đỡ, nhưng mà nó không phải là cái thành phần chính về điều trị mụn, nó chủ yếu là thành phần chính là điều trị về nám thôi. Ngọc Doãn Quý, Đào Thị Thu Hà, dùng serum truyền trắng thay cho hai tế bào gốc khi trị nám được không em? Chị ơi, chị Thu Hà ơi, cái serum truyền trắng này thay hai tế bào gốc khi chị nám được, nhưng mà không sử dụng cùng khi mà xử lý về vấn đề tảo nhá chị nhá. Điều trị cùng với cái điều trị bị nám nhưng mà không sử dụng trong cái lúc chị làm tảo. Làm tảo thì bắt buộc vẫn phải sử dụng những cái dòng tế bào gốc kiểu như thế này, để khi mà da của nó không bị kiểu như là tổn thương hết trên bề mặt ấy, thì chị dùng cái này được.
chị dùng cái serum truyền trắng này được. Còn da mà bị tổn thương trên bề mặt thì chị không sử dụng được. Ít nhất là khoảng 3 ngày làm tảo. Ít nhất 3 ngày làm tảo là chị phải dùng cho em hai cái loại tế bào gốc này nhé chị nhé. Bị nám và tàn nhang thì dùng những gì ạ? Giá bao nhiêu chị? Vũ Thủy ơi, bị nám và tàn nhang à, cái comment của mọi người nó đẩy nó hơi bị chậm đấy. Do mạng của nhà Huế nó hơi chậm ấy, nên là mọi người cứ đẩy lên thì nó sẽ lên nhé. À, bị nám và tàn nhang thì Vũ Thủy dùng cho chị nó có hai cái sản phẩm. Một là bộ tảo bong, hai là cái bộ nám của UK. Thì em kết hợp, ví dụ như là em sử dụng tảo, nếu như da em khỏe em sử dụng tảo bong kết hợp với bộ nám của UK. Nám UK có bộ to là 3,6 triệu, bộ nhỏ là 500.000. Còn hai nữa là nếu như trên nền da yếu thì em sử dụng cái Ampoule Reset này. Ampoule Reset này với kết hợp với bộ nám của UK nha em nhá. Nó sẽ có hai cái phương pháp cho hai cái vấn đề da như vậy. Và nám tàn nhang thì nên sử dụng tảo bong, nếu như da mà không bị yếu mẫn cảm, mỏng đỏ nọ kia các thứ thì nên sử dụng tảo bong, ưu tiên sử dụng tảo bong kết hợp bộ nám là nó sẽ hết. Giá thì đấy, bộ tảo là 1 triệu, còn bộ nám thì to thì 3,6 triệu, còn bộ nám nhỏ là 500. Sinh em bé bao lâu điều trị nám được ạ? Dương Bảo Ngọc ơi, với sản phẩm bên chị thì có thể điều trị được luôn. Bởi vì cái sản phẩm này của nó thì da của em nó đang thay máu ấy, nó đang trong cái quá trình mà nuôi em bé, sinh em bé mới ấy, nó đang thay máu tốt ấy. Thì em sử dụng cái này thì nó càng hiệu quả nhanh. Nó càng hiệu quả nhanh bởi vì da nó vẫn còn đang non. Mà cái dòng này nó là cái dòng mà dược mỹ phẩm sinh học, nên là nó cực kỳ an toàn cho cả mẹ bầu và cho con bú luôn. Chị khẳng định là nó có thể sử dụng được, chứ không phải là cái sản phẩm mà nó phải kiêng gì, giống như là những cái dòng sản phẩm mà đặc trưng quá, hoặc là những cái dòng sản phẩm mà không liên quan đến sinh học nha em nhá. Chị vừa dùng kem trị nám kết hợp với dưỡng cho da nó khỏe được không? Dạ được chứ chị Phương Nguyễn. Chị có thể kết hợp dưỡng cho da nó khỏe, mà dưỡng da khỏe thì chị cứ kết hợp tế bào gốc cho em. Cứ tế bào gốc điện di lạnh này, cứ điện di lạnh với tế bào gốc này này nhá chị nhá. Ngọc Bốt ơi, một liệu trình mà 4 lọ của UK ấy thì hết nám hay không hết thì nó còn phụ thuộc vào cái tình trạng da của em nữa. Nếu như mà nám của em mà nó lâu rồi, nó nhiều, hoặc là nám của em mà nám chân sâu, nó không hết sạch được 100% đâu. Nó chỉ giảm được ví dụ như là 85-90% thôi. Còn đối với những cái trường hợp mà nám mảng nổi rõ lên trên bề mặt và nám trong cái thời gian mới, nền da của em khỏe thì nó sẽ hết sạch được nhá. Cái bộ UK cộng với tảo là nó sẽ hết sạch được. Nhưng mà tuy nhiên những cái trường hợp mà nó kiểu như là nó không mấy á, nó không phải là cái nám mà nó dễ dàng gì cả, bởi vì nó có thể là tích tụ lâu rồi, hoặc là do vấn đề nội tiết tố của em uống thuốc tránh thai, hoặc là em sinh con, hoặc là em bị cái hiện tượng gì đấy, bị trong bệnh lý trong người như là bị tuyến giáp, hoặc là bị u ngực, hoặc u tử cung, những cái hiện tượng mà liên quan đến tuyến giáp, tuyến yên thì nó cũng sẽ có thể gây ra cái vấn đề liên quan đến nám. Và với những cái trường hợp đấy thì nó còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. Để mà khỏi được 100% hay sạch được 100% thì các em phải xử lý được cả phần tuyến giáp và tuyến yên của trong người nữa, ví dụ như thế. Chứ không phải là mình tìm được cái nguyên nhân gây ra nám thì mình sẽ xử lý được triệt để. Còn nếu khi mà mình chỉ ở cái góc độ là bên ngoài da thôi thì nó có thể là cải thiện 80-90% thôi. Còn lại 10% còn lại là vấn đề sức khỏe trong cơ thể của mình nữa. Rồi mình không bị stress, mình không bị ảnh hưởng thần kinh, mình không bị mất ngủ, mình sinh hoạt điều độ, ăn uống, ăn nhiều rau, hạn chế ăn thịt, ăn nhiều rau, và cái nội tiết tố các thứ của mình tốt thì chắc chắn là nó sẽ không bị nám phát sinh nha em nhá. Bộ Duyên ơi, cái collagen này của em nhỉ, cái collagen này của em của nó là 1,2 triệu, 1,2 triệu được giảm giá là 10% nhá chị nhá. 1,2 triệu giảm giá 10%, một tháng thì sẽ uống hết một gói như thế này. Có loại là trị mụn không chị Phương Trinh ơi? Cái loại trị mụn ấy hả? Trị mụn thì nó có đây, cái bộ tảo mà lúc nãy em hỏi để trị sẹo ấy, là cái sản phẩm đấy nó cũng hỗ trợ điều trị mụn. Tuy nhiên nếu như em bị sẹo, em có thể lấy một cái chai trị sẹo và một chai trị mụn. Tế bào gốc trị mụn là P cộng 200.000 một chai, còn tế bào gốc mà trị sẹo thì là 350.000 một chai nha em nhá. Em có thể lấy hai cái loại đấy để làm sao đảm bảo cho cái da của mình nó vừa xử lý được cả sẹo, vừa xử lý được cả mụn. Mà nếu như mà bị mụn ấy, bị sẹo trên nền da mụn thì em cần phải điều trị mụn luôn, không là sau này cái mụn của nó tạo thành những cái ổ viêm ở dưới sâu, mà cơ địa đã dễ hình thành sẹo rồi là nó cứ bị ấy thôi, nó bị sơ ở dưới cái là nó tạo thành sẹo luôn em ạ. Nên là mình phải xử lý cái mụn luôn, đừng để lâu nó sẽ không tốt cho da. Chị Giỏi Nguyễn ơi, mặt nạ hút nám thì bên Huế chỉ còn cái loại mà 300g, giá là 450.000 nhé chị nhá.
mặt nạ hút nám 300g giá là 450, 1 triệu rưỡi còn 450 cái mặt nạ hút nám. Hình như em chỉ còn có 20 mấy lọ thôi, 25 lọ thôi chứ không còn nhiều, 20, 25 lọ gì đấy, không còn nhiều đâu. Cái mặt nạ hút nám đấy, nên là lâu rồi thì Huế cũng không giới thiệu với mọi người. Hiện tại bây giờ thì không sản xuất được cái mặt nạ đấy nữa. Chắc là Huế sẽ phải thoát live thôi, tại vì là không nhìn được cái comment của mọi người mà mạng ở đây thì quay tít thò lò luôn. Bye bye các chị, chúc các chị ngủ ngon. Tạm biệt các chị nha.